Xin chào quý chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm đến từ nhà LS, đó là biến tần điều khiển tốc độ có mã là FV0022IS7 4NO. Thì biến tần sử dụng đi áp đồ vào là 380 đến 480V AC với công suất sử dụng là 3 HP, tức là 2,2 kW. Đi kèm với sản phẩm thì ta có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Ở đây được nhà sản xuất thiết kế rất là chi tiết, gồm rất nhiều trang về các chức năng cũng như thông số kỹ thuật của biến tần. Mọi người có thể xem để tham khảo. Ban đầu biến tần chưa được trang bị màn hình điều khiển LCD, cho nên chúng ta cần phải trang bị thêm cho nó. Ở đây mình sẽ sử dụng thêm một màn hình điều khiển LCD có mã là SVIS7 LCD Ladder. Ở video lần này mình sẽ sử dụng thêm một biến áp 380V một pha, một CB bảo vệ LS-BK-J63N, một domino và 3 công tắc xoay 3 vị trí có mã là MRS-A3-A2. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở nắp hộp để xem bên trong của biến tần có những gì. Ta có thể thấy ở phía trên là gồm các khe cắm mở rộng cho các module. Ở đây có thể tích hợp được module dành cho encoder, module dành cho fieldbus, module dành cho BLC. Phía bên dưới là các khối terminal block dành cho các chân input, output tín hiệu cho biến tần. Mình sẽ để ảnh mô tả chi tiết các chân ở trên màn hình. Ở video này mình sẽ sử dụng các chân như B5, B6, B7 để điều khiển tốc độ và các chân S+, S- dùng để truyền thông RS485 để mô phỏng trên phần mềm. Hàng phía dưới cùng là gồm các chân R, S, T là các chân dùng để đấu điện áp 3 pha vào cho biến tần hoạt động. B+, B, N- là các chân để đấu điện trở xả. U, V, V kép là các chân đấu cho motor hoạt động. Ở video này mình chỉ sử dụng biến áp 1 pha nên mình sẽ đấu vào chân R, T, chân điện trở xả và motor mình sẽ không đấu. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp màn hình điều khiển LCD vào cho biến tần. Thì trong một màn hình điều khiển LCD sẽ là một màn hình điều khiển và một cụm cáp để kết nối. Mình sẽ tiến hành lắp lại nắp của biến tần. Sau đó mở nắp của màn hình điều khiển, gắn dây cáp và màn hình LCD vào. Như vậy, biến tần gồm màn hình LCD đã được lắp ráp xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối. Sơ đồ đấu nối mình sẽ để ở góc màn hình. Sau khi đấu nối xong, mình sẽ cấp nguồn cho biến tần hoạt động. Màn hình hiển thị ban đầu trên biến tần sẽ là chế độ Start Easy Set, tức là cài đặt đơn giản. Ở chế độ này mình sẽ bỏ qua và sẽ hướng dẫn mọi người sâu và chi tiết hơn. Màn hình hiển thị LCD có các phím chức năng như ESC để thoát, Program Enter để nhập, Mode để vào chế độ cài đặt, Multi để chọn được nhiều loại chế độ khác nhau, và nút mũi tên lên xuống trái phải. Hàng ở phía bên dưới là các phím chức năng chạy như chạy thuận, chạy nghịch, chạy dừng, có cả 3 đèn báo ở 3 chức năng. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cho màn hình điều khiển. Nhấn Mode 2 lần để vào chế độ CNF, nhấn phím xuống để vào cài đặt ngôn ngữ. Ở đây có rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, mọi người có thể tùy chọn theo sở thích của mọi người. Ở đây mình sẽ chọn là tiếng Anh. LCD Construct tức là điều khiển được độ sáng tối của màn hình, tùy thuộc vào môi trường làm việc của mọi người mà mọi người có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp. Version là phiên bản của cái CNF này. Anytime Para thì cái dòng này chính là dòng hiển thị ở phía trên bên phải, luôn luôn được hiển thị. Ở đây mình sẽ để là tần số. Monitor Line 1 tức là hàng hiển thị 1, ở đây mình để hàng hiển thị 1 là tần số, hàng 2 là tốc độ và hàng 3 là điện áp ngõ ra. Mọi người chú ý ở chế độ số 40 này là Parameter Init, là chế độ có thể reset tất cả các cài đặt của mọi người về lại chế độ mặc định. Nhấn ESC để trở về. Bây giờ ta nhấn Mode và Para DRU. Dòng thứ nhất là CMD Frequency, là tần số cài đặt theo mọi người mong muốn. ACC Time, thời gian tăng tốc. DAC Time, thời gian giảm tốc. CMD Suộc, nguồn điều khiển, ở đây đang là nút nhấn. Ở dòng 14, Motor Capacity, tức là công suất của động cơ.
Ở cài đặt này thì tùy thuộc vào động cơ của mọi người đang dùng là công suất bao nhiêu thì có thể chọn ở đây. Có thể chọn tối đa lên đến 450 kW. Mười tám là tần số mặc định, 19 là tần số khởi động. Như vậy ta đã cài đặt xong cho màn hình điều khiển. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cho chế độ chạy theo tần số mong muốn. Chúng ta nhấn mod để vào para, vào DRV. Ở dòng lẫn thứ nhất CMD Frequency tần số mong muốn, mình sẽ cài là 50Hz, nhấn Enter để luôn. ACC Time thời gian tăng tốc cho đến khi đạt được tần số mong muốn, ở đây mình sẽ chỉnh lại thành 10 giây. Thời gian giảm tốc thì mình cũng để là 10 giây. CMD suộc tức là nguồn điều khiển, ở đây mình đang sử dụng màn hình điều khiển cho nên mình sẽ chỉnh về keypad, nhấn Enter để luôn. Motor Capacity, ở đây mình sẽ không sử dụng động cơ cho nên mình để là mặc định. Các cài đặt khác mình cũng để ở mặc định, nhấn ESC để trở về màn hình hiển thị. Mình sẽ nhấn chạy thoáng trước. Như vậy tần số tăng, tốc độ lên được 1005 và điện áp nó ra đang là 298. Nhấn Stop để dừng. Lúc này điện áp nó ra đã về lại không. Nhấn RAV để chạy nghịch. Và điện áp ngõ ra cũng đang là 209. Như vậy chế độ chạy theo tần số mong muốn đã được thực hiện xong. Bây giờ mình sẽ thực hiện chế độ chạy đa cấp tốc độ. Sử dụng 3 công tắc. Đầu tiên ta nhấn mod về chế độ DRV. Ở CMD Frequency ta chỉnh về lại 0Hz. Chuyển sang chế độ PAS. Ở dòng thứ 50 là tốc độ thứ nhất, mình nhấn Enter để vào tùy chỉnh. Tốc độ thứ nhất mình sẽ để là 10Hz. Tốc độ thứ hai mình sẽ để là 15Hz. Tốc độ thứ ba mình sẽ để là 20Hz. Tốc độ thứ tư mình sẽ để là 30Hz. Thứ năm là 40Hz. Thứ 6 là 50Hz và thứ 7 là 60Hz. Còn các cấp tốc độ sau đó vì mình không sử dụng tới cho nên mình sẽ để là mặc định. Bằng cách sử dụng mã nhị phân từ bit thấp đến bit cao tương ứng với 3 công tắc B5, B6, B7 được đấu vào biến tần, ta có thể điều chỉnh được 7 cấp tốc độ khác nhau. Mình sẽ để ảnh mô tả bit binary ở trên màn hình cho mọi người dễ hiểu. Bây giờ mình sẽ thực hiện chế độ chạy các cấp độ khác nhau. Đầu tiên ta nhấn vào FWD tức là forward chạy thuận. Màn hình hiển thị để ở chế độ chạy thuận. Ta xoay công tắc thứ nhất B5. Ở mã battery đang là 001 tức là cấp độ 1. Đang là 10Hz, tương ứng với 10Hz sẽ có được tốc độ xoay là 300 và điện áp ngõ ra là 64. 010 cấp tốc độ 2, 15Hz. Cấp tốc độ thứ 3, 20Hz. Cấp tốc độ thứ 4, 30Hz. 101 cấp tốc độ thứ 5, 40Hz. 110 cấp tốc độ thứ 6, 50Hz. Và cấp độ cuối cùng 111, cấp độ thứ 7, 60Hz, tương ứng với 1800 vòng quay, 349V. Nhấn Stop để dừng chạy. Như vậy, chế độ chạy đa cấp tốc độ đã được thực hiện xong. Sau đây mình sẽ đổi sang điều khiển bằng chiếc app hay còn gọi là biến trở. Mình sẽ sử dụng chiếc app có mã là RV24IN20S B103
sơ đồ đấu nối dây cho chiếc tab mình sẽ để ở góc màn hình. Mình đã đấu nối xong, bây giờ mình sẽ tiến hành reset các cài đặt trước đó về lại mặc định. Bấm mod 2 lần vào chế độ CNF. Bấm xuống dưới ở dòng 40 là Parameter Edit, chọn 1 để reset. Sau đó nhấn SC để về lại màn hình chính. Ta nhấn mod vào chế độ Para DRV. Bấm xuống ở dòng ACC Time, tức là thời gian tăng tốc, mình chỉnh lại thành 10 giây. DC Time, thời gian giảm tốc, mình cũng để là 10 giây. Ở CBD Swap, hiện tại đang là chế độ chạy thuận nghịch được kết ở các chân công tắc và nút nhấn. Vì mình sử dụng màn hình điều khiển trên, cho nên mình sẽ để là cái bát. Ở Frequency Reference Swap là nguồn điều chỉnh tần số. Mình sẽ chỉnh sang V1, tức là chân nhận tín hiệu ngõ ra của chiếc app để thay đổi tần số. Motor Capacity là công suất động cơ, mình không đấu động cơ, cho nên mình để như mặc định. Base Frequency, tần số mặc định. Start Frequency, tần số chạy. Max Frequency, tần số tối đa. Thì ba thông số này mình để là mặc định. Nhấn SC để thoát về màn hình chính. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy biến tần. Nhấn FWD tức là Forward chạy thuận. Mình sẽ vặn đúng của chiếc app. Ta vặn theo chiều kim đồng hồ để tăng tần số. Khi tần số tăng thì tốc độ quay và điện áp ngõ ra để điều khiển động cơ cũng tăng. Khi vặn hết cỡ thì tần số tối đa sẽ đạt 60Hz, tức là giống với trong cài đặt của chúng ta. Tốc độ quay tương ứng là 1800 RPM và điện áp ngõ ra là 358V. Mình sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ để giảm tần số. Tần số giảm về 0, ứng với tốc độ quay và điện áp ngõ ra cũng về 0. Như vậy, điều khiển tốc độ biến tần bằng chiếc app mình đã thực hiện xong. Về ứng dụng thì biến tần được ứng dụng ngày càng phổ biến để điều khiển tốc độ cho tất cả các máy móc ở tất cả các ngành khác nhau, đặc biệt như trong công nghiệp và xây dựng, như máy nghiền, máy cán, máy tạo sợi, đóng gói, chế biến gỗ, cần trục, thiết bị nâng hạ, băng truyền, máy nén khí, bơm và quạt. Vì thời lượng video đến đây đã dài nên nội dung điều khiển tần số bằng phần mềm mình sẽ nói đến ở video phần 2. Mọi người có thể xem ở phần đề xuất hoặc trên kênh YouTube chính thức của Amazon. Video lần này của mình đến đây kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.